Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tự game đầu tiên nha. Slender Dilla, The School. Đây là một tựa game bóng ma trong trường học. Ok, mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Xem trong này có gì không. Món đồ đầu tiên đây rồi. Tiếp tục sang tập phòng tiếp theo. Một con gấu. Wow. Không có gì ở đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang dãy hành lang bên kia. Thời tiết hôm nay khá là lạnh. Rồi, vào căn phòng này nào. Món đồ thứ hai. Và mình đã tìm hết ở tầng 1, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Món đồ thứ 3 đây rồi, ok. Let's go. Phòng bếp. Món đồ thứ tư. Và cạnh phòng bếp thì đây là phòng ăn. Món đồ thứ năm. Ok, let's go. Dãy hành lang tiếp theo. Dãy hành lang này thì có 4 căn phòng. Phòng này không có gì. Sang phòng kế bên. Phòng vừa rồi như là phòng y tế. Ok. Wow. Oh my gosh. Sau đó thì mình sẽ lên trên này xem có gì không. Món đồ tiếp theo. Ok, đã đủ 8 món đồ. Sau đó các bạn sẽ xuống dưới cùng. Ở đó thì có một căn phòng. Let's go. Các bạn sẽ lắp vào đây. Rồi. Và sau đó thì lên trên tầng 3. Và rồi lên tầng thượng. Mình sẽ ăn tí máu.
Let's go. Được một bức ảnh. Và bức ảnh này các bạn sẽ biết được ai là một con ma ở trong ngôi trường này. Thì bức ảnh này như mình nhìn ở bên này thì đó chính là một giáo viên, một teacher. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cơn thứ hai, House of Slender đi nào. Ngôi nhà ma. Ok. Mảnh đầu tiên. Ở đây các bạn sẽ phải tìm 8 mảnh giấy. Sau đó thì sẽ mở được một cái hộp. Trong cái hộp đó thì có một chiếc chìa khóa. Cái cửa này chưa mở được rồi. Wow, wow, wow. Và chiếc chìa khóa đó thì các bạn sẽ đi xuống được tầng hầm. Và còn xuống tầng hầm xong rồi các bạn sẽ tìm tiếp một món đồ nữa, sau đó thì sẽ thoát được khỏi nơi này. Và cái game này cũng khá là dài các bạn nhé. Khi tìm hết tầng 1 các bạn có thể lên tầng 2 tìm tiếp. Và nó hay gắn ở trên những bức tường. Mảnh thứ tư. Oh my god. Mảnh thứ 5. Sau khi các bạn tìm hết ở tầng 1, các bạn có thể lên trên tầng 2 tìm tiếp. Đây là phòng bếp, nhưng phòng này đang bị khóa rồi. Các bạn phải lên trên tầng 2 tìm tiếp những chiếc chìa khóa. Sau đó thì mở những căn phòng mà các bạn chưa mở được. Và tìm khi đủ 8 màu giấy. Rất nhiều căn phòng đang bị khóa. Rồi sau đó đi thẳng vào đây. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới thứ 3, Granny Chapter 2. One day. Okay. Oh my god. Rồi, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 luôn.
Tại vì hai người đang ở tầng dưới thôi. Tầng 2 là hợp lý luôn. Ở đây xem có gì không? Không có gì. Cũng không có gì. Đây rồi. Một khẩu súng điện. I see you. Rồi, và ông ta có đeo một chiếc chìa khóa để mở căn phòng của ông ta. Mình sẽ dùng chiếc chìa khóa này để mở. Rồi, let's go. Đây là một tấm ảnh. Tất cả là 3 tấm ảnh nhá. Các bạn phải tìm 3 tấm ảnh nữa. 2 tấm ảnh nữa. Xuống đây xem có gì không. Ở đây thì bà ta đã đặt một cái bẫy. Mình sẽ làm rút nước ở đây. Ok. Ok. Và đây là một món đồ nữa. Đang không có gì. Oh my gosh. Ông bà này đã tỉnh lại rồi. Và các bạn có thể cầm khẩu súng và tiêu diệt tiếp. Oh my god. Wow. Bị ông ta bắt mất rồi. Wow, wow, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư. Đây là một tựa game ma khá là hay. Continue. Let's go. Thank you.
nó đang gần đây. Ok, mình sẽ xuống lên tầng hầm. Chắc chắn theo mình nghĩ thì nó cũng sẽ xuống tầng hầm cùng mình. Let's go. Thu thập đủ 20 chiếc túi. Oh my gosh, đang chạy vào căn phòng này thì bị nó bắt rồi. Wow, như thế mình sẽ chậm lại một chút thì sẽ thành công rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Slenderia Asylum. Đây là một tựa game ma trong bệnh viện. Let's go. Và từ game này các bạn sẽ phải đi tìm 8 tờ giấy được gắn trong những căn phòng, hoặc là những cánh cửa, hay là những chiếc tổ. Ok, tiếp tục vào. Nó đi này, mình sẽ phải đi này thôi. Wow, mình thấy chiếc chìa khóa rồi. Con quỷ đang đây. Tờ đầu tiên. Tiếng bước chân nó gần đây, mình sẽ chạy nhanh. Ở đây các bạn phải đi lùng thật nhanh, bởi vì là có cả một con quỷ và một con ma. Nếu không có con ma không thì không phải sợ gì cả. Nhưng đây có cả một con quỷ nữa. Đó chính là chồng của bà ma này. Và khi ông ta phát hiện, các bạn cứ phải chạy thôi. Chạy đến một giai đoạn thì lúc đó thì ông ta sẽ không đuổi kịp. Và các bạn hãy đi tìm tiếp, làm sao để đủ 8 tờ giấy. Oh my gosh.
khi tìm hết ở rìa ngoài, sau đó thì các bạn sẽ tìm rìa trong. Ở rìa ngoài này thì mình vẫn còn một số cánh cửa mình chưa mở được. Khá là rộng luôn. Không có gì ở đây. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 tờ giấy nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Slenderina 2D. Một bàn tay, một chiếc chìa khóa, và chiếc chìa khóa đó thì chiếc chìa khóa vào trong căn nhà này. Thì ở trong tựa game Slender Villa 2D này, các bạn phải đi tìm 4 mảnh ghép, và các bạn ghép vào. Khi đủ 4 mảnh, các bạn sẽ mở ra và lấy được một được sợi dây điện. Sau đó thì các bạn sẽ lắp ra sợi dây điện vào và sẽ xuống được căn hầm bí mật bằng một chiếc thang máy. Wow, một con mày ra. Ngôi nhà ma quỷ nào cũng có một con mèo đen, rất là kinh khủng. Rồi, tiếp tục đi tiếp. Căn phòng này. Đây, đây là cái mã số để các bạn ghi khi nhận được 4 mẫu giấy. Oh my god. Wow. Đây có một bức tường mới, như kiểu mới xây. Tiếp tục đi vào trong sâu. Mất điện rồi. I see you. Cái này không biết có chui được không? Không chui được. Sau đó mình sẽ chui tiếp vào đây. Vào đây. Đây là cái khi có nguồn dây điện, các bạn sẽ lắp vào đây. Đây là báo chưa có điện này. Đó, đi tìm tiếp một mảnh cuối cùng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slenderina Forest. Ok, và các bạn sẽ phải bật cái này lên. Sau đó thì các bạn sẽ phải đi đúng đường. Rồi. Đi thẳng đây là tới một căn nhà. Và trong căn nhà đó thì chắc chắn sẽ có một món đồ gì đó. Oh my god. Mình đã thấy căn nhà rồi. Và bây giờ thì sẽ đột nhập vào trong căn nhà. Một mình sao? Trong này có tiếng của một con quỷ. Đây phải có chiếc chìa khóa thì mới mở được cánh cửa ra. Wow, không quỷ đây rồi, chạy thôi. Wow.
sau đó thì mình lại đi hướng này đến một căn nhà khác. Đó, các bạn cứ bật bản đồ lên, sau đó thì đi theo những cái bản đồ, sau đó thì các bạn sẽ tìm căn phòng này. Wow, mà xuất hiện liên tục. Cái đó cũng có một con quỷ gì đó. Cái này cần một mã số, mình chưa có mã số cho nên chưa mở ra được. Các bạn phải đi nhanh, con quỷ nó lại ở đây, đây rồi. Wow, oh my god. Rồi sau đó lại đi tiếp đường khác. Đó, các bạn đi như thế, ở đây có rất nhiều. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Slenderina, The Cellula. Let's go. Từ game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách tất cả. Quyển sách đầu tiên. Wow. Con ma nó vừa bay. Quyển sách thứ hai. Giờ Sela 1 này thì nó dễ hơn giờ Sela 2. Giờ Sela 2 thì nó có 3 con. Đó là một con quỷ, một con ma và một đứa con của ông bà ma quỷ. Và các bạn sẽ tìm tựa game nó rất là khó. Bởi vì chưa tìm hết thì nó đã nghe các bạn rồi. Và các bạn lại phải chọn một đoạn, sau đó lại phải tìm lại. Nó rất là lâu luôn. Cụt, không có gì. Rồi, tiếp tục đi sang phòng tiếp theo. Phòng thứ 3. Các bạn cứ đi xung quanh như thế và tìm tất cả 8 quyển sách nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Rồi mình sẽ để cái này ở đây.
hide in. Không có gì ở chỗ này. Oh my gosh, không biết sao mà ta phát hiện ra mình nhanh vậy. Oh my gosh, nhanh quá, wow. Không kịp trở tay để lấy được cái món kia, sau đó thì chạy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game Pro. Ok, start game. Wow, nhanh thật. Mình không nghĩ cái này xuất hiện đến mức độ nhanh đến mức độ vậy. Rồi mình sẽ lại một lần xem được bao nhiêu điểm nào. Cái này thì các bạn phải nhìn bao quát xung quanh màn hình. Wow, bắt luôn. Ok. Oh my god. Mở vậy vẫn bắt được mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderia, The Solar 2. Let's go. Mình sẽ đi này đi. Wow, bị lag rồi. Đây là một tựa game mà khó nhất trong những tựa game mà Slenderina. Mình đang nghe thấy tiếng chân của đứa con ở đây rồi và đang leo lên.
Plus. Sau đó các bạn cứ đi tìm tiếp nhé, đủ 8 con sách. Ở đây các bạn chỉ cần chạy nhanh thôi là anh ta sẽ không nhanh các bạn. Còn mà xuất hiện luôn. Đó, ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Oh my gosh. Có tiếng của em bé, trẻ em. Máu mè trên tường đây. Mình sẽ bắt đầu nào. Làm theo hướng dẫn ở trong map bản đồ nhá. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.